Dưa hấu cũng không thể thiếu trong những ngày du xuân đón Tết. Hiện tại các ruộng dưa trên địa bàn tỉnh đã xuống giống. Phóng viên chương trình ghi nhận không khí này tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, vùng trồng dưa hấu lớn nhất của Hậu Giang. Năm công dưa hấu của ông Đoàn Văn Muôn được 15 ngày tuổi. Do khâu chọn giống và làm đất kỹ lưỡng, ruộng dưa của ông phát triển rất tốt. Hơn 20 năm kinh nghiệm, ông chủ động phòng ngừa sâu bệnh với hy vọng có cái Tết đủ đầy. Chú hiện tại bây giờ thì cái giống người ta thịnh hành nhất là giống 2014. Giống đó thì cái phẩm chất nó tốt. Còn làm đất thì bây giờ đất mình phơi khô, gáo. Xong đó mình xử lý, thí dụ như vôi bột hay là chất hữu cơ đó. Để nó tái tạo phần đất lại. Để cho nó có đủ chất cho cây dưa nó chống chọi với bệnh. Những giống dưa được người dân trồng nhiều nhất là Thành Long 2014. Mặt trời đỏ, dư ưu điểm sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh, cho trái to, giá bán cao. Người dân cho biết nước lũ năm nay thấp, trút sớm, nên ruộng dưa phát triển tốt. Người dân đang tích cực chăm sóc dưa để cho ra trái to tròn, phục vụ nhu cầu trưng Tết. Dự kiến thu hoạch vào 25 và 26 Tết. Phân bón năm nay nó cũng bình giá, cũng đỡ hơn năm rồi đó, nó không có lên đó. Thì thấy cũng thuận tiện đó, ai cũng bị nôn nao chuẩn bị xuống giống hết trơn. Giờ là ta đang chuẩn bị chân luôn. Mình cũng chọn cái giống dưa tốt cho nó thuận mùa, cho nó sau này thắng lợi. Trúng mùa trúng vụ rồi chứ, chúc bà con rồi cũng trúng mùa thuận tiện rồi, trúng vụ rồi chứ. Vụ dưa Tết năm nay dự kiến toàn tỉnh xuống giống hơn 400 hectare, tập trung nhiều nhất ở huyện Phụng Hiệp với hơn 125 hectare. Thương nhân bỏ cọc với giá 6.500 đồng một ký, khả năng đến thời điểm cận Tết, giá dưa hấu còn cao hơn nữa. Một mùa dưa hấu Tết bắt đầu với những thuận lợi, người trồng dưa kỳ vọng một cái Tết trọn vẹn.